Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và các bạn đừng quên like cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Vừa mới vướng vào sự cố nghi lộ clip nóng, hot girl của nhóm hài mì Gõ Phi Huyền Trang lại bị hacker lấy mất Facebook. Người này còn chia sẻ trên Facebook của cô nàng này rằng ai muốn xem những tin nhắn cá nhân của Phi Huyền Trang thì có thể inbox. Ngay sau đó cô nàng này cũng đã lên tiếng xác nhận Facebook của mình đã bị hack. Sáng ngày 5 tháng 5 vừa qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn hot girl diễn viên Phi Huyền Trang bị lộ clip nóng. Giữa nghi vấn chưa rõ đúng hay sai, đại diện của Phi Huyền Trang cho biết nữ diễn viên đã làm đơn và trình báo với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ sự việc. Đồng thời phía Phi Huyền Trang cũng không muốn chia sẻ nhiều vì sợ đối tượng tung tin xấu sẽ bỏ trốn, gây khó dễ cho cơ quan điều tra. Trong suốt những ngày qua, Phi Huyền Trang không xuất hiện trong các sự kiện giải trí hay chỗ đông người. Trang cá nhân của cô vẫn để avatar đen do gặp chuyện buồn trước đó và không cập nhật thêm bất cứ thông tin hay hình ảnh mới nào. Nhưng đến tối muộn ngày 8 tháng 5, trang cá nhân có tích xanh xác nhận tài khoản chính chủ với hơn 600.000 lượt theo dõi của Phi Huyền Trang bất ngờ có thông báo. Facebook của Trang Phi đã bị hack, mình là hacker, ai cần thông tin đoạn chat, Trang nhắn tin với ai, nội dung gì, inbox cho mình nhé, mình cung cấp miễn phí. Thân ái, ký tên, fan cuồng muốn biết sự thật. Ngay sau đó Huyền Trang cũng đã lên tiếng xác nhận tài khoản cá nhân dù đã có tích xanh được Facebook chứng nhận đã bị hack. Chỉ một thời gian ngắn xuất hiện, dòng trạng thái đã thu hút sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng. Ở phần bình luận, người được cho là đang hack Facebook của Phi Huyền Trang còn khẳng định việc làm của mình là thật chứ không phải trò đùa. Người này còn thách thức Phi Huyền Trang, bảo Trang có giỏi thì lấy lại đi. Bài viết nhận được 1.200 lượt tương tác và 60 lượt chia sẻ chỉ trong 1 giờ. Bên cạnh đó, hacker đang chiếm quyền quản lý tài khoản Facebook của Huyền Trang còn bình luận rằng đang tìm link và clip để phục vụ bà con. Dòng trạng thái này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Nhiều fan hâm mộ, bạn bè của nữ diễn viên này đã bình luận trong bài viết trên để xác minh thực hư. Việc tài khoản nghệ sĩ bị hacker chiếm đoạt không còn quá xa lạ. Đầu tháng 5, tài khoản của nghệ sĩ Thúy Nga đã bị hacker chiếm đoạt. Trước đó, thủ môn Đặng Văn Lâm, Văn Thanh, Thành Lương, Sơn Tùng, Hạnh Sino cũng từng bị hacker tấn công cả tài khoản Facebook lẫn Instagram. Theo Nguyễn Hữu Nhật, người quản lý hệ thống tài khoản cá nhân của nhiều người nổi tiếng cho biết, tài khoản của các nghệ sĩ này có thể đã bị hacker chiếm quyền đăng nhập email. Ông Nhật nói thêm, qua một số bước kiểm tra, tôi thấy hacker đã can thiệp sâu vào tài khoản và thay đổi mật khẩu liên tục nên có thể đã nắm được email. Hiện tại thì đại diện của Phi Huyền Trang vẫn im hơi lặng tiếng và vẫn chưa đưa ra thêm bất cứ một thông báo chính thức nào. Các bạn đừng quên like cũng như subscribe SNews để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé!